Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 8, trang 89, đề bài như sau này. Ý A, hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng. Ý B là tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được, giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được. À, bây giờ chúng ta cùng đi vào làm câu A trước nhé. Ý A nào. Ý A ở đây, chúng ta cùng đi tóm tắt đề bài. Ban đầu, hỗn hợp này gồm 200g nước này. Thì cô gọi M1, đây bằng 200g. À, đơn vị gam chúng ta phải làm gì? Phải sử dụng đơn vị chuẩn là kg. Vậy thì chúng ta phải đổi luôn ở đây. 200g sẽ bằng 0,2 kg, thấy chưa? Và 200g nước này đang ở nhiệt độ sôi là bao nhiêu độ C? À, T1 của chúng ta sẽ bằng T1 sẽ bằng 100 độ C vì nước đang sôi mà, thấy chưa? Đổ vào 300g nước. Đấy, vậy thì cái khối lượng thứ hai của chúng ta M2 là bằng 300g nước. 300g thì chúng ta cũng phải đổi về đơn vị kg là 0,3 kg. Và khi này M2 đang ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng ở đây bằng bao nhiêu? Cô giả sử rằng nhiệt độ phòng của cô T2 bằng 25 độ C. Đấy chưa? Đây là cô giả sử. Sẽ có lúc nhiệt độ phòng xuống dưới 25 độ C, sẽ có lúc nhiệt độ phòng lên trên 25 độ C. Đấy chưa? Và người ta yêu cầu các em tính cái gì? Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp. À, có nghĩa là nhiệt độ sau khi cân bằng. Các em đổ nước ở 100 độ C vào nước ở 25 độ C. Thì khi hỗn hợp này sẽ xảy ra quá trình cân bằng nhiệt. Và nó sẽ được một cái nhiệt độ khác 100 với 25 độ C này đi. Và cô gọi nhiệt độ đó là T. Họ yêu cầu chúng ta tính T. Được chưa? Vậy thì trước tiên thì chúng ta cùng nhắc lại cái phương trình cân bằng nhiệt và công thức tính. Các em nhìn sang trang 88, chúng ta nhìn thấy phương trình cân bằng nhiệt ở đây. Có quy tỏa thì bằng quy thu. Có nghĩa là cái phương trình này, hai cái vật này trao đổi nhiệt cho nhau. Nhưng cái nhiệt lượng tỏa ra sẽ phải bằng cái nhiệt lượng thu vào. Và nhiệt lượng thu vào chúng ta biết bằng tính bằng công thức gì các em? À, M nhân C nhân với delta T, đúng không? M nhân C nhân delta T đây. Và công thức của nhiệt lượng tỏa ra cũng được tính y hệt công thức này, cũng bằng M nhân C nhân delta T, thấy chưa? Với delta T ở đây là T2 trừ T1 là nhiệt độ, phải lấy nhiệt độ ban đầu trừ đi nhiệt độ lúc sau, vì nó tỏa ra mà nó truyền nhiệt đi mà, nên nhiệt độ của nó sẽ bị hạ xuống, được chưa? Chúng ta quay trở lại câu hỏi C1 nào. Trước tiên thì chúng ta hãy giải thích một chút. Đó là nước sôi ở bao nhiêu độ C? À, ở 100 độ C. Và giả sử nhiệt độ phòng, vì họ không cho nên chúng ta phải giả sử. Mà giả sử thì các em bắt buộc phải viết vào đây, nhớ chưa? Giả sử nhiệt độ phòng là T2 bằng 25 độ C. Và chúng ta gọi T có đơn vị là độ C, là nhiệt độ hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt. Khi có sự cân bằng nhiệt, trao đổi nhiệt có nước sôi thì sẽ tỏa nhiệt ra, đúng chưa? Làm cho nước này hạ nhiệt độ xuống, và nước ở đang ở nhiệt độ phòng của chúng ta đây sẽ tăng nhiệt độ lên đến nhiệt độ T, thấy chưa? Và
nước sôi cũng giảm nhiệt độ xuống đến nhiệt độ T. Và khi này không, khi nó cân bằng được rồi thì nó sẽ không trao đổi nữa. Và các em hãy tính cho cô nhiệt lượng của 0,2 kg nước đang sôi tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 100 độ C xuống tới T độ C. T này, cái này chúng ta phải đang đi tìm đây. Đấy chưa? Và Q1 của các em sẽ bằng M1 nhân với C nhân với T1 trừ đi T và bằng 0,2 nhân với C nhân với T1 bằng bao nhiêu các em? À, nhiệt độ này đang sôi là 100. Đây, chúng ta tóm tắt đề bài đây rồi. Trừ đi T. Các em ký hiệu đây là phương trình 1. Được chưa? Các em tính tiếp cho cô nhiệt lượng của 0,3 kg nước ở nhiệt độ phòng thu vào khi tăng nhiệt độ từ bao nhiêu? À, từ T2 là 25 độ C lên T độ C. Thấy chưa? Vậy chúng ta tính Q2 sẽ bằng M2 nhân với C. À, C ở đây là nhiệt dung riêng của nước. Chúng ta không cần tìm số, không cần tra tí nữa. Hai phương trình sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Thấy chưa? Sẽ là T trừ đi T2 và bằng 0,3 nhân với C nhân với T, chúng ta vẫn chưa biết, trừ đi T2 là 25. Thấy chưa? Khi mà quy thu thì chúng ta lấy nhiệt độ lúc sau trừ đi nhiệt độ ban đầu. Nhưng mà quy tỏa thì chúng ta phải lấy nhiệt độ ban đầu trừ đi nhiệt độ lúc sau. Đấy, trừ đi nhiệt độ cân bằng này. Thấy chưa? Và chúng ta áp dụng phương trình cân bằng nhiệt. Phương trình cân bằng nhiệt các em sẽ có quy tỏa bằng quy thu, có nghĩa là Q1 bằng Q2. Q1 là nhiệt lượng tỏa ra đây và Q2 là nhiệt lượng thu vào. Đấy, thu vào đây, được chưa? Q1 sẽ bằng Q2. Các em sẽ thế phương trình 1 vào đây là phương trình 2. 1 và 2 các em có thể suy ra. Từ 1 và 2 tương đương đó là M1. À, chúng ta thay số luôn ở đây được rồi đúng không? 0,2 này nhân với C này nhân với 100 trừ đi T và bằng 0,3 nhân với T nhân với C này, nhân với T trừ đi 25. Em nhìn thấy chưa? C ở bên phía trái và C ở bên phía phải chúng ta triệt tiêu lẫn nhau. Khi này các em nhân phá ngoặc ra cho cô. Phương trình chỉ ở đây chỉ còn 0,2 nhân với 100. 0,2 nhân với 100 trừ đi 0,2 nhân T. Cái C này đã bị bỏ đi rồi nhá, triệt tiêu rồi nhá. Sẽ bằng này, 0,3 nhân vào đây là 0,3 nhân với T trừ đi 0,3 nhân với 25. Và từ đây các em rút ra được. Nào, chuyển hết T sang vế bên này và số hạng không có ẩn, chúng ta chuyển hết vế sang bên này. Đấy chưa? Là 0,2 nhân với 100. Chuyển vế thì đổi dấu, được chưa? Trừ đi 0,3 nhân với 25 sẽ bằng, à, chúng ta đặt luôn T ra ngoài là 0,3 cộng với 0,2 nhân với T. Từ đây em suy ra T sẽ bằng, T ở đây sẽ bằng, rút T ra này là 0,2
nhân với 100 cộng với 0,3 nhân với 25 chia cho 0,3 cộng 0,2. Và kết quả các em bấm máy tính cho cô nào. Kết quả đây ra là 55 độ C. Thấy chưa? Các em chú ý này, nếu như mà các em giả sử nhiệt độ phòng của chúng ta không phải là 25 độ C thì chúng ta chỉ cần thay số vào đây. Thay số 25 này của chúng ta là bằng nhiệt độ mà chúng ta giả sử. Thế là xong. Được chưa? Đây, kết quả đây cô giả sử rằng là nhiệt độ phòng là 25 độ C thì nhiệt độ cân bằng đây sẽ là 55 độ C. Chúng ta trả lời tiếp ý B, đó là tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được, giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được. Cái thí nghiệm này thì các em sẽ được thực hiện ở trên lớp nhé. Và chúng ta chỉ giải thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được. Các em thấy rằng nhiệt độ tính được với nhiệt độ đo được nó là khác nhau khi các em thực hiện thí nghiệm này. Giải thích vì sao? Vì khi tính toán chúng ta đã bỏ qua hết mọi trao đổi giữa vật này với vật kia ở trong cái hỗn hợp của chúng ta, đúng không? Và bỏ qua cả cái sự tỏa nhiệt ra môi trường nữa. Chính vì vậy mà nhiệt độ ở thí nghiệm của chúng ta không bằng với nhiệt độ chúng ta tính được. Thì các em trả lời cho cô ý B như sau. Đó là nhiệt độ tính được chỉ gần bằng nhiệt độ đo được trong thí nghiệm. Vì trong khi tính toán, ta đã bỏ qua sự trao đổi nhiệt với các dụng cụ đựng nước và môi trường xung quanh. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 89.